Sởi, cảm động câu chuyện. Và một ngày âm u, bạn nhỏ Bánh Bao dẫn bạn nhỏ Quốc Quyền đi Gufu City chơi. Cái khu vui chơi này thì không ở gần nhà mình đâu, nhưng mà hai đứa nhỏ lại thích rồi, thế là mình lại phải dẫn đi thôi. Quốc Quyền biết tuốt vừa bảo, đây là cái khu vui chơi đầu tiên ở Việt Nam đưa cái thế giới hoạt hình ra ngoài đời thực đấy. Cái lúc này là hai bố con đang ở trong cái khu phố điện ảnh để làm bộ phim hoạt hình ngắn này. Ở đây thì các bạn lớn chắc là thích lắm, vì sẽ được các chủ nhân viên hướng dẫn các bước từ vẽ tranh này, cắt giấy, xong đến thu âm lồng tiếng đủ cả. Đấy, thành phẩm cuối cùng đây, một cái đoạn phim hoạt hình ngắn vui vui. Quay ra quay vào đã thấy hai bố con nó tót luôn sang cái khu workshop làm đèn lồng này. Và nhá, trong khi người bố vẽ tranh rất tâm huyết thì đây, người con gái dịu dàng nết na quậy muốn banh cái sân khấu như người ta ra. À, 7 giờ tối ngày mai mùng 9 tháng 9, ở đây là có hội phá cỗ đêm rằm đấy. Có ai muốn đi xem không nhờ? Thấy bảo là có múa lân, rước đèn, rồi cả là phá cỗ nữa đấy. Ôi trời, cái hội trại tuổi thơ này. Cái khu hóa trang này, lần nào đến đây nhá, Bánh Bao nó cũng chơi cả tiếng đồng hồ không chán. Đấy, cái cảnh quá quen thuộc của nhà tôi kìa. Ông Quyền chơi còn đam mê hơn cả con đấy nhỉ. Mà cái khu vui chơi này nhá, mình thấy đa dạng trò chơi thật đấy. Trò vận động có, mà mấy cái trò kích thích sáng tạo cũng có luôn. Ôi giời ơi, anh Quyền ơi, anh sắp 30 tuổi rồi đấy nhá, là bắt đầu chơi con. Rồi cái gì đấy, anh nghĩ thế nào mà anh chui vừa vào được cái ống này hả? Giời ơi, chưa bao giờ đi với hai bố con này mà bình yên cả. Chắc là mọi người đang thắc mắc Quốc Quyền đâu đúng không? Thì đây, chính đây. Eo ơi, ông ấy chơi không xuất cái trò gì luôn đấy. Có mỗi cái trò trượt lên trượt xuống thôi, chơi nãy giờ không chán. Mà nhá, nhìn mấy đứa trẻ con được ra ngoài nhiều ấy, đứa nào cũng nhanh nhẹn thoạt bát nhá. Thế nên là nếu không đi xa được ấy, thì các mẹ cứ dẫn các con đến khu vui chơi này, tranh thủ chơi cùng con ấy, chứ quanh đi quẩn lại là bọn nó lớn nhanh lắm. Ô, báo tường cái Bánh Bao, cũng lâu lắm rồi mình mới nhìn lại được tờ báo tường đấy.